fortune teller. Read the cards for me. 2020 year. See what happens in the year. And there's the money I gave to him. Okay, this one after I read the for you, so I will thank các bạn hôm nay mình sẽ và xã sẽ đi coi bói đầu năm, coi khỏe đầu năm là xào đi, chó, nai thang, nó không đi về về gì à, do ấy không coi cho. Tay phải bắt một lá và tay trái bắt một lá. Rồi. Europe or something, you know, over the sea, over the water, and travel. Okay, and you very hot temper, yeah, so you have to calm yourself down. Don't get too much. Okay. Politics and religious is not miss. Talk about planning a travel. Travel. Travel now, planning, travel. Okay, but this is your husband. He's really a lovely boy. Yes, 24 lady man. And he is planning the money very well. Yes. Future March. He planning to. Like a father. He have a skill. Future March. Ah. Là này bạn mong mệnh là năm nay sẽ có nhiều sự quan tính đi chơi. Đi vượt phá ra trời biển luôn, qua một biển có thể là đi về vùng phía đây, phía đông, phía west, phía tây gì đó, không? Nhưng chắc có lẽ đi Anh hay là Pháp gì đó, không? Này là cái bộ mặt của người chồng, người chồng đó là người nghĩa là tham về tiền bạc, tính toán về tiền bạc, nghĩa là rất là đào hoa, đó, có nhiều bộ nhí. Ok, Cuối trên here, stop again, so nice time. Bây giờ chồng vô đây, bây giờ bỏ vô đây. Bỏ vô đây anh xào khoảng 9 cái. Not now. We're not really planning the travel now. Maybe in the end of February. Maybe the end of February or in May or something. In May. Something like that. We have money. This year we have extra money. We have a lucky.
đi. Anh nghe, đợi tôi bố lên về. July, you travel again. Wow. Travel all this year, more money come to you, or you're planning some, you earn some stock market or dividends, something really good. Đó nghĩa là tháng 1 á, là tôi về gia đình êm ấm rồi nọ. Tháng 2 là có một người bà nói xấu, xấu miệng, nó ra nó vô mà hậu thì không khe, vô không khe là nghe không cần thiết để ý tới. Tháng 3 thì ông xã sẽ có thêm bồ nhí, rồi tháng 4 là planning to go đi chơi, tháng 4 sẽ tính chuyện đi chơi đâu đó, tháng 5 sẽ xuất phát đi, và tháng 6 về lại, rồi nghĩa là có về lại mang theo cô bồ nhí, ông xã mang theo cô bồ nhí, trong tháng 6. Tháng 7 là lại tiếp tục đi chơi nữa, tháng 7 lại tiếp tục đi chơi nữa, và có một cái số tiền rất là tự nhiên tới, tự trời rớt xuống hay là của gia phả để lại gì đó, nó sẽ xuất phát trong cái tháng 7 rồi, đó, nó sẽ có tiền, có một số tiền lớn, tự trời rớt xuống hay là con số gì đó, trong năm nay là rất là may mắn về tiền bạc, đi chơi, du ngoạn, những cái thành tựu rất tốt, rồi thêm những cái hobby nữa, có thể hobby có thể làm ra tiền, hobby lại, hobby có thể làm ra tiền, sewing, nhưng mà hơi bị coi chừng bị về mắt vì coi video quá nhiều. Nói đúng ra thì rồi cuối năm tháng 12 lại đi chơi nữa. Năm nay sẽ đi chơi 3 lần. Tuần vừa rồi có một người nào đó mời dẫn tiền nè, vừa rồi nè. Invite for a party. Vicky coming, yeah. Nhưng năm nay rất là tốt chậu. Nhưng có cái là phải chừng con mắt là coi video nhiều quá. Rồi hướng dẫn về video nữa. Hướng dẫn video nữa, không có tốt.
hành chiên đó. Yeah. Yeah, you can feel you will go with them. That's it. Mr. Patrick's religion, I go. Thank you.